đó. Cái này sao không cắt cho nó ngắn không sao? Nói chung là cây này thì nhỏ các bạn ạ. Cây này mình móc cho vui thôi. Xe bắp giải cứu xe công nông đời mới các bạn ạ.
chậm thôi thằng. Ăn cái chậm. Vàng hả? Chất màu này này. Bơ là hả? Gà là nằm vòng lọc. Ăn gì thông minh thế nhỉ? Này kìa. Dĩ là nắp lại cái tên rồi. Nè nè. Có xe ben đồ củi ngon chưa hề. Đồ như là xếp luôn các bạn ha. Rất tuyệt vời. Ba keng luôn.